Đây là một ngày bình thường như mọi ngày tại địa điểm 43 của tổ chức SCP. Và đây là ngày làm việc đầu tiên tại địa điểm này của một nghiên cứu viên mới. Cô ấy điền vào một chồng thủ tục giấy tờ đáng sợ, chụp ảnh cho bảng nhận diện mới của mình và gặp người giám sát trực tiếp của cô ấy. Có một số điều bạn nên biết khi làm việc tại địa điểm này. Anh ta bắt đầu giải thích, nhưng một tiếng chuông báo động vang lên ở hành lang và anh ta phải vội vã rời đi để đến đó. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé, đừng im đó, anh ta nhắc nhở trước khi biến mất khỏi tầm nhìn của cô ấy. Sau đó, cô ấy bị bỏ lại một mình, vặn vẹo ngón tay cái, rồi xê dịch hết chân trái lại đến chân phải của mình và nhìn vào nơi làm việc mới của cô ấy. Nó trông khá giống các địa điểm khác của tổ chức, đa phần là vậy. Tuy nhiên, một điều bất thường đã thu hút ánh mắt của cô ấy. Có những tấm gương ở khắp mọi nơi, dọc theo các bức tường của hành lang. Dường như tất cả các con đường đi xuống cho đến tận khi hành lang uốn cong, dần khuất tầm nhìn. Những thứ đó có thể dùng để làm gì nhỉ? Khi những khả năng đang chạy lướt qua trí óc, cô lại nghe thấy tiếng bánh xe của một chiếc lau sàn tiến tới chỗ mình. Một nhân viên tạp vụ đang băng qua sàn nhà, lau những viên gạch trong khi anh ta di chuyển về trước. Anh đang đeo một cặp tai nghe, và dù cô đang nghĩ về việc cắt ngang anh ta để hỏi về những chiếc gương, nhưng cô lại không muốn làm phiền anh ta. Sau đó, cô phát hiện ra thứ gì đó phản chiếu trong gương ngay phía sau lưng người tạp vụ, khiến cô hét lên và làm rơi bảng kẹp của mình. Có một khuôn mặt xám xịt và ghê rợn, giống như một bóng ma khủng khiếp nào đó bước ra từ chuyện kinh dị. Cô quay lại, mong đợi nhìn thấy khuôn mặt khủng khiếp đang rình rập phía sau cô, nhưng không có gì ở đó. Dù có là cái gì đi nữa, thì nó cũng chỉ xuất hiện trong gương thôi. Khi người giám sát quay lại, anh ta thấy cô xanh xao toát mồ hôi và đôi tay thì run rẩy. Cô lắp bắp và nói trong sự bối rối, cố gắng kể lại cho anh ta những gì cô vừa chứng kiến. Anh ta cười lớn và giải thích khi nhìn thấy biểu cảm trắng trợn há hốc mồm của cô. Ôi, đừng lo lắng nào, đó chỉ là Philip và người bạn đồng hành trung thành của anh ấy thôi mà. Sau đó, anh ta kể cho cô ấy nghe toàn bộ câu chuyện về SCP-5056. SCP-5056 là một thực thể hình người với làn da xám mờ và ba vết sẹo giống như vết chém trên mặt tại những vị trí mắt và miệng. Nó không tồn tại ở dạng thực thể vật lý, ít nhất là trên mặt quang phổ thị giác và chỉ có thể được nhìn thấy trong các bề mặt phản xạ ánh sáng. Nó dường như mong muốn được xuất hiện trên các mặt kính, đặc biệt là gương và thấu kính. Bất kỳ thiết bị phương tiện nào chụp được hình ảnh của thực thể sẽ bắt đầu thoái hóa ở cấp độ nguyên tử. Mặc dù bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy SCP-5056 khi nó xuất hiện trên bề mặt phản chiếu, nhưng chỉ có duy nhất một người có thể lắng nghe được tiếng nói của dị thường này, Philip E. Deering, còn được gọi là SCP-5056-B. Philip Deering là một người đàn ông da trắng với đôi mắt và mái tóc màu nâu, chiều cao khoảng 172cm. Anh ta gia nhập đội ngũ nhân viên địa điểm 43 của tổ chức SCP với tư cách là người giám sát vào tháng 7 năm 1999. Và trong vòng 3 năm đầu tiên phục vụ tại đây, anh ta không hề có điểm đặc biệt nào cả. Anh là một người đàn ông nhẹ nhàng, dù thi thoảng có xu hướng bị trầm cảm và là một nhân viên đáng tin cậy. Tuy nhiên, vào tháng 9, hành vi của anh ta đã thay đổi sau một sự cố thảm khốc liên quan đến các vật liệu dị thường trong một cơ sở suy giảm sắc độ AAFD. Sau khi sự cố này xảy ra, Philip bắt đầu có dấu hiệu ảo giác thính giác khi anh ta phản ứng với những âm thanh mà không ai khác có thể nghe thấy. Ban đầu, đây được cho là hậu quả của chấn thương tâm lý gây ra bởi căng thẳng. Nhưng việc phát hiện ra SCP-5056 đã sớm chứng minh rằng thực tế thì những giọng nói mà anh ta nghe thấy hoàn toàn không phải là tự anh ta tưởng tượng trong đầu mình. Bắt đầu từ ngày đầu tiên xuất hiện, SCP-5056 đã theo Philip đến mọi nơi anh ta đi. Nó không bày tỏ sự quan tâm đến bất kỳ cá nhân hay thực thể nào khác, ngoại trừ trong các tình huống mà nó cảm thấy Philip đang bị đe dọa. Nó hoàn toàn nhận thức được sự tồn tại của các thực thể khác, nhưng chỉ đơn giản là không quan tâm đến chúng. Những cư xử với Philip trong quá khứ, SCP-5056 đã từng hành xử trái ngược hoàn toàn với nhu cầu cảm xúc của anh ta. Khi Philip đang cố gắng đi vào giấc ngủ, nó há miệng ra và gào thét. Nó chọn các cuộc khẩu chiến khi anh ta cảm thấy quá tải hoặc buồn bã, bao gồm nhắc nhở anh ta về những thành viên gia đình lạnh nhạt, về những khó xử trong giao tiếp xã hội và về những thất bại cá nhân. Anh ấy đã quen với tồn tại của người bạn đồng hành trong nhiều năm qua. Thậm chí anh ta còn ghi nhận việc nó giảm bớt các hành vi lăng mạ anh ta và khuyến khích sự sáng tạo. Anh ta thậm chí còn đặt biệt danh cho thực thể này, Dog. SCP-5056 trở nên tức giận khi bị tách khỏi Philip, và nếu không có bề mặt phản xạ có sẵn để nó có thể hiển hiện và giao tiếp với anh ta, thì nó sẽ bắt đầu nổi loạn. Sau khi mất kết nối với Philip quá 9 giây, SCP-5056 sẽ bắt đầu rung động ở tần số cao và phát ra âm thanh ở mức độ 119 decibel vô tận, vang dội toàn bộ địa điểm 43.
Chỉ sau khi Philip được đưa trở lại trong tầm nhìn của SCP-5056 thì âm thanh và rung động sẽ ngay lập tức dừng lại. Nhân viên trong khu vực đã nhận thức được sự hiện diện của thực thể và cả xu hướng hung hăng của nó. Sau một sự cố liên quan đến tiến sĩ Bradbury, người đã gặp phải vấn đề lớn về tâm lý và đã từ chức sau khi SCP-5056 xuất hiện trong thấu kính mắt của cô. Từ đó, đã có luật cấm những người đeo kính hoặc bất kỳ kính phản quang nào khác được phép tương tác với Philip hoặc SCP-5056. Bởi vì SCP-5056 không cơ thể vật lý, phương thức quản thúc truyền thống không thể thực hiện được. Tuy nhiên, vì sự ràng buộc vị trí của SCP-5056 với Philip và việc giới hạn sự di chuyển của Philip đến địa điểm 43 đã cung cấp cho tổ chức một giải pháp khả thi. Ngoài sự cố liên quan đến tiến sĩ Bradbury, cho đến nay, chỉ có thêm một sự cố đáng chú ý khác liên quan đến SCP-5056. Vào ngày 23 tháng 1 năm 2023, tiến sĩ Fonky đã quyết định thực hiện một thí nghiệm nhằm chứng minh Philip là yếu tố không cần thiết trong việc quản thúc SCP-5056. Philip được đưa vào một phòng quan sát và được hướng dẫn bật thiết bị ghi âm. Trong phòng có một cái bàn thép, một cái ghế thép và một cái gương tay. Sau khi Philip đi vào phòng và ngồi xuống, SCP-5056 đã cảnh báo anh ta phải ra ngoài ngay. Nhưng anh ta phớt lờ thông điệp này với tiếp tục nói chuyện với tiến sĩ Fonky. Fonky ra lệnh bắt đầu giai đoạn 2 của thí nghiệm và Philip bắt đầu khó thở. Sau vài giây, anh ta mất đi ý thức. Tiến sĩ Fonky và các trợ lý của mình chuyển sự chú ý sang chiếc gương tay nơi SCP-5056 vẫn còn đang hiện diện. Nó trở nên điên cuồng, la hét vì Philip và tấn công tiến sĩ Fonky. Mặc dù các chi tiết cụ thể của cuộc tấn công đã biến mất khỏi hồ sơ chính thức, nhưng sau đó, ông ta đã phải điều trị y tế do mất máu, chấn thương vùng mặt và mất mắt trái. Kể từ đó, ông ấy đã được chăm sóc tâm lý đặc biệt. Trừ Philip ra, không ai có thể nghe thấy bất cứ từ ngữ nào mà SCP-5056 phát ra. Nhưng mọi thiết bị ghi âm được Philip kích hoạt sẽ ghi nhận được giọng nói của thực thể này để cung cấp cho nhóm nghiên cứu cái nhìn toàn diện và rõ ràng hơn về hành vi của SCP-5056. Đồng phục của Philip luôn chứa một chiếc micro hoạt động liên tục nhằm ghi lại các cuộc trò chuyện của anh ấy. Trong những năm qua, chiếc micro này đã thu thập tất cả những câu chuyện của Philip về thế giới xung quanh, từ những cuộc trò chuyện cùng đồng nghiệp cho đến những trò phiền nhiễu vụn vặt và câu từ châm chọc của SCP-5056 với anh ta. Tuy nhiên, vào năm 2020, micro đã ghi lại một loạt các sự kiện sẽ mãi mãi thay đổi cuộc đời Philip, cũng như mối quan hệ của anh ấy với dị thường trong gương kia. Philip đã phải vật lộn với cảm giác bị cô lập khi mà phần lớn sự tương tác xã hội là với tiến sĩ Ngô. Về SCP-5056, điểm sáng duy nhất trong những ngày này của anh ấy là sự hiện diện của trưởng bộ phận vệ sinh và bảo trì, Amelia Torosian, người thường đến thăm Philip để trò chuyện trong khi anh ấy đang lau nhà. Họ nói chuyện thường xuyên trong nhiều tháng, đùa giỡn với nhau về công việc. Amelia hỏi Philip về những câu hỏi, cuộc sống của anh ta khi ở cùng với 5056. Trong những lúc như thế, thực thể này lại không ngừng châm chọc tới tình cảm rõ ràng mà Philip dành cho Amelia. Tuy nhiên, vào ngày 9 tháng 9 năm 2020, Amelia đã thú nhận và hồi đáp lại tình cảm mà Philip đã dành cho cô. Bản ghi âm ngày hôm đó đã ghi lại điều này. Anh không bao giờ nghĩ rằng, anh chưa từng nghĩ tới rằng em lại... Thật sao? Thật đó? Thật đấy. À, ý em là, em cũng không nghĩ là anh. Cũng thế, cô thừa nhận. Philip cười lớn. Đừng đùa anh chứ, chắc là em đùa anh thôi. Ý anh là, em đã... Một khoảng lặng yên trôi qua giữa hai người, không khí bùng lên từ cảm xúc phấn khích và hồi hộp. Đã bao lâu rồi? Anh ta bắt đầu, cô ngắt lời anh. Kể từ khi em gặp anh. Anh ta lại cười, dường như vui vẻ đến choáng váng. Thực sự là quá nhanh rồi. Vâng, vậy với anh thì đã bao lâu? Cô bắt đầu, lần này hắn ngắt lời. Kể từ khi anh gặp em. Cả hai cười rất lâu trước khi rơi vào im lặng một lần nữa. Anh đang nghĩ điều gì vậy? Amelia hỏi. Anh không thể nói em nghe sao? Cô ấy lắc đầu. À được chứ. Hãy để anh bối rối vì nỗi băn khoăn của em hôm nay nhé. Thay thế như những băn khoăn khác. Tối nay cậu ta không nói một lời nào cả. Philip mỉm cười dịu dàng với điều này. Anh không hề có bất kỳ nỗi băn khoăn nào khác ngoài em lúc này. Cả hai nhanh chóng phát triển một mối quan hệ lãng mạn. Philip gạt bỏ những hiểm nghi mà SCP-5056 đã cố gắng gieo vào tâm trí anh ta. Vào ngày 11 tháng 6 năm 2021, tiến sĩ Ngô đã tiến hành đánh giá tâm lý hàng năm của Philip và họ đã thảo luận về những thay đổi đáng chú ý trong cử chỉ và quan điểm thế giới của anh ta. Âm thanh từ phiên đánh giá này đã được ghi lại. Cảm ơn vì đã cho phép tôi làm điều này sớm hơn một ngày. Philip bắt đầu. À này, tôi có một buổi giao lưu xã giao vào ngày mai. Bác sĩ Ngô trả lời. Philip mỉm cười chân tình khi nghe thế. Anh biết không, đây có thể là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh cười đấy. Hãy nói về nụ cười này nhá. SCP-5056 bắt đầu nói. Vâng, chúng ta hãy nói chuyện đó. Nhưng Philip đã cắt ngang nó. Về việc tôi đã từng vô vị và dầu dĩ như thế nào sao?
Thực thể sững sờ chìm vào im lặng. Bác sĩ Ngô lên tiếng: "Cậu ta có định nói như vậy không? Bây giờ anh đang cắt ngang suy nghĩ của cậu ta à?" "Sao lại không chứ? Chúng từng là suy nghĩ của tôi mà." "Cái gì đã thay đổi vậy?" SCP-5056 lại lên tiếng. "Chẳng có gì cả." Philip lại không đồng ý. "Rất nhiều thứ. Một số thứ vì Doc, một số vì tôi, một số vì họ." Trưởng bộ phận Torosian, bác sĩ Ngô đã tiếp lời cho anh. "Phải đó, tôi nghĩ tôi không thực sự quan tâm đến việc phải cải thiện bản thân cho đến khi tôi gặp ai đó, người mà tôi sẽ thay đổi vì họ. Doc lôi ra rất nhiều khuyết điểm của tôi, chỉ là tôi không có đủ chỗ cho sự thương hại, tự ghê tởm bản thân, hoặc thậm chí ích kỷ khi mà cậu ta cứ cả ngày nhắc hoài, nhắc mãi về chúng trong đầu tôi mỗi ngày. Nhưng Ami đã cho tôi lý do để tiến bước. Thực ra... Lần này, 5056 cắt ngang ý nghĩ của anh. "Mà đang dừng việc lãng phí cuộc sống của mày rồi." "Tiếp tục đi," bác sĩ Ngô khuyến khích. "Cảm giác thật kỳ lạ khi nói, bởi vì đây là một năm tồi tệ, nhưng nó vẫn có rất nhiều ý nghĩa đối với tôi." Bác sĩ Ngô gật đầu. "Anh đã đạt được điều gì đó?" "Tôi đã đạt được điều gì đó, và tôi mở lòng mình ra. Cuộc sống của tôi không còn là một chương trình dài ngoằng, được tường thuật bởi một kẻ nào đó một cách thờ ơ nữa. Chắc chắn rồi, dù tôi vẫn còn mắc kẹt dưới lòng đất, nhưng tôi không còn đơn độc ở dưới đây nữa." SCP-5056 lên tiếng, đưa ra một suy nghĩ cuối cùng. "Mày chưa bao giờ cô đơn đâu, Philip. Mày sẽ không bao giờ cô đơn, không bao giờ nữa." "Anh đang nói cái gì vậy? Một cái gì đó ma quái à?" Bác sĩ Ngô hỏi. Philip lắc đầu. "Nó được diễn đạt theo cách đó thôi, nhưng đây không phải là điều mà tôi thực sự cảm thấy đâu." Sáng hôm sau, Philip chuẩn bị cho bước ngoặt của cuộc đời mình. Anh đứng trước tấm gương và ngắm nghía bản thân trong bộ tuxedo và điều chỉnh nơ của mình. "Tôi trông thế nào, Doc?" Anh ta hỏi. "Bởi vì tôi không thể nhìn thấy được, cậu đang che kín gương rồi." SCP-5056 trả lời. "Mày đang phạm sai lầm rồi đấy." Philip cười phá lên. "Ừ, tôi chưa bao giờ giỏi trò thắt nơ cả. Tôi tính dùng một chiếc kẹp, nhưng Amy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi mất. Và lại nó cũng chẳng ăn nhập gì với bộ lễ phục này cả." SCP-5056 đẩy xa hơn, từ chối bỏ qua vấn đề này. "Mày vẫn chưa sẵn sàng cho điều này đâu." "Có chứ, tôi chắc chắn. Nhưng này, nếu cậu có ý kiến phản đối, hãy cứ thoải mái hét lên vào thời điểm thích hợp nha. Không ai ngoài tôi sẽ nghe thấy cậu đâu." "Mày sẽ không giữ vững được mục đích của mình được." "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cô ấy." "Mày không đủ sức." "Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt như thế này. Cậu thậm chí đang cố gắng ở đây mà, bạn hiền." "Nó cũng chẳng thay đổi bản chất của mày đâu." "Thật ra là có đấy." "Nó sẽ chẳng thay đổi gì cả." Philip cười, kéo chiếc nơ của mình thật chặt. Anh ta quay lưng khỏi gương và hướng tới chương tiếp theo của cuộc đời mình với một tuyên bố cuối cùng. "Không, tôi không cần được thay đổi gì hết." Ngay khi cô biết đến Philip, Amelia Toyosian đã thể hiện lòng tốt, sự quan tâm, sự đồng cảm và sự tò mò đối với anh. Không giống như các đồng nghiệp của mình, cô không xa lánh anh bởi sự hiện diện của SCP-5056 mà tiếp cận nó với một tâm trí cởi mở và tán thưởng bản thân Philip, người đàn ông vượt trên dị thường. Hai người đã kết hôn tại công viên tỉnh Ipawas vào ngày 12 tháng 6 năm 2021 và đã ở bên nhau kể từ đó. Đáng chú ý, Amelia đã báo cáo rằng SCP-5056 phần lớn sẽ không hoạt động khi có sự hiện diện của cô. Nó cho phép cả hai dành thời gian bên nhau mà không bị gián đoạn. Sau khi theo dõi tình trạng mối quan hệ của Philip và Amelia, cũng như sự cải thiện trạng thái tinh thần của Philip và sự thay đổi hành vi của SCP-5056, tổ chức đã tiến hành xem xét và đánh giá lại dị thường này. Một số nhân viên cấp cao của tổ chức đã viết ra những thay đổi trong suy nghĩ của họ về 5056 và đóng góp chúng vào hồ sơ sửa đổi chính thức. Amelia Torosian, trưởng bộ phận bảo trì, đồng thời là vợ của Philip Derin đã viết: "Tôi không nghĩ rằng có bất cứ ai hiểu Doc khi cậu ấy xuất hiện lần đầu tiên. Tất cả họ đều nghĩ rằng cậu ta là một dị thường bạo hành, một con quỷ chỉ chờ bùng nổ, tồn tại chỉ để chọc điên một ai đó. Họ nói với tôi rằng hồi đó Phil rất nực cười, một kẻ sống nội tâm và lơ đễnh, là mục tiêu hoàn hảo cho những trò hù dọa. Nhưng một khi Phil không còn giật mình nữa, Doc bắt đầu châm chọc về lòng tự trọng thấp kém của anh ấy. Một khi Phil bắt đầu tự bảo vệ mình, Doc khiến anh ta lo lắng về nhu cầu của người khác. Vào thời điểm tôi gặp anh ấy vào năm 2019, Phil rất chu đáo, không dễ nổi giận và vẫn hoàn toàn chìm trong đau khổ. Đó là lúc mà Doc bắt đầu làm phiền anh ấy về tình yêu, cuộc sống. Tôi không nghĩ Doc đang giày vò Phil. Tôi nghĩ cậu ta đến cứu giúp anh ấy." Tiến sĩ Hedrock Blank, chủ tịch bộ phận lưu trữ và sửa đổi, đã đóng góp: "Trong một khoảng thời gian rất dài, chúng tôi đang nghĩ Phil cũng có thể là một dị thường. Chúng tôi thậm chí còn đưa ra đề xuất phân loại anh ta là Tamian.
dị thể nhằm quản thúc các dị thường. Nhưng rồi rõ ràng nó không đúng. Ít nhất chúng tôi đã khá chắc chắn rằng Dog là biểu hiện vô thức trong độc thoại nội tâm của Philip. Vì vậy chúng tôi dán nhãn nó là 5056A và gán cho Philip nhãn 5056B. Tuy nhiên, sau gần 2 thập kỷ quan sát, tôi có thể hầu như khẳng định về Philip Elgin Deering rằng anh ta không có điểm dị thường nào ngoại trừ sự bình ổn đáng kinh ngạc ngay cả khi phải đối mặt với những chấn thương lâu dài. Anh ta không còn được coi là một đối tượng SCP nữa, và thực thể bí ẩn gắn liền với anh ta đã đơn giản được phân loại là SCP-5056, một ký sinh trùng cảm xúc thực tế tự chữa, không cần quản thúc vì nó tự nguyện hạn chế sự hiện diện của chính nó cùng với một người đàn ông tự nguyện hạn chế chính mình trong một hầm ngầm an toàn. Chúng tôi vẫn không chắc chuyện gì sẽ xảy ra khi Phil chết, nhưng tôi đoán là 5056 sẽ có một thay đổi cuối cùng thành dạng vôi ổ ạ. Tiến sĩ Melissa Bradbury, chủ tịch bộ phận nghiên cứu và thực nghiệm. Không, tôi không thể nói với bạn những gì tôi đã thấy, nhưng tôi có thể nói với bạn những điều tôi cảm thấy. Đó là sau hơn một thập kỷ nhận trị liệu tâm lý của tổ chức, hãy nhớ rằng tôi đã hôn mê trong 11 tháng và phải chịu đựng thị lực mờ trong 3 năm vì tôi không thể đeo một cặp kính áp tròng hoặc kính áp tròng thông số kỹ thuật nào mà không bị hoảng loạn. Cái thứ đó lấp đầy tâm nhìn của tôi có cảm giác như ai đó đã chọc thủng màng não của mình. Bạn biết những trải nghiệm đêm khuya chứ? Lúc mà bạn chợt nhớ ra những điều ngu ngốc hoặc đáng xấu hổ nào đó mà bạn đã làm trong cuộc đời, và nó khiến bạn cảm thấy hổ thẹn không? Hãy tưởng tượng nếu bạn đột nhiên nghĩ đến những điều ngu ngốc hay xấu hổ mà bạn đã từng làm trong một lần duy nhất, giống như lương tâm của bạn cuối cùng đã chán ngấy và quyết định tấn công lại bạn vậy. Henry Franklin lại móc mắt ông ta là như thế. Delphina M. Ibener, trưởng bộ phận truy đuổi và đàn áp, đã nói như thế này. Khi Black nói rằng chúng ta nên để Deering tiếp tục giữ vai trò như một tạp vụ trong tầm mắt cảnh giác của con quái vật mắt sẹo cưng của anh ta, tôi đã nghi ngờ. Tôi từng là giám đốc an ninh và kiểm soát, và điều đó nghe có vẻ trái ngược hoàn toàn với cả hai điều trên. Nhưng tôi rất vui khi thấy rằng tôi đã sai. Deering hoàn toàn không có phương tiện chiến đấu, và nếu không có anh ta làm ưu tiên ứng phó thảm họa 5056, thì nó sẽ ở đâu đó ngay trên đầu một nhân viên cấp D nào đó mà thôi. Và chúng tôi thậm chí không có nhân viên cấp D nào tại địa điểm 43. Nhưng trên thực tế, Deering là một hệ thống ngăn chặn kẻ xâm nhập 5056. Bạn biết những gì người ta nói chứ? Bạn bè là người sẽ giúp bạn tiến bước, một người bạn tốt nhất là người sẽ làm tan rã con mắt của kẻ thù trong bạn. Tiến sĩ Nhung Ngô, chủ nhiệm bộ phận tâm lý và cận tâm lý viết: SCP-5056 đã đồng hợp các quá trình suy nghĩ tiêu cực của GM-64, ngoại lai hóa sự ưu sầu và nghi ngờ bản thân trong nội tâm anh ta. Các đánh giá tâm lý sớm nhất của ông cho thấy xu hướng đối với những suy nghĩ lo lắng xâm nhập, bởi vì những suy nghĩ này bây giờ xâm nhập theo nghĩa đen. Anh ta có thể đánh giá chúng hợp lý hơn thay vì khi không có sự can thiệp của dị thường. Chúng ta vẫn chưa biết 5056 là gì, nhưng tôi có thể chắc chắn về điều này. Nó cống hiến cho người đồng cấp và muốn giúp đỡ anh ta, dù rằng nó thể hiện tình cảm theo cách của người ngoài hành tinh. Nhưng không thể bàn cãi về kết quả. Phải mất 19 năm, nhưng Deering cuối cùng cũng đã làm hòa với chính mình. Tất nhiên, anh ấy đã có thêm một chút trợ giúp trong vấn đề đó. Cuối cùng, tiến sĩ Polisini Matasa, chủ tịch bộ phận đo quang phổ và phổ cho biết: họ gọi đây là một nỗi ám ảnh cho suốt 19 năm. Trong suốt 19 năm, nó thậm chí đã đi vào thuật ngữ chung. Một ám ảnh cấp Deering biểu hiện sự rình rập của một sinh vật không vật chất đối với một sinh vật vật chất. Tuy nhiên, không ai thực sự nghĩ rằng về 5056 như là một con ma cả. Không ai cả, ngoài tôi. Vật liệu xử lý thảm họa tạo ra đó cũng đã tiêu diệt ít nhất hai đối tượng của chúng tôi trong khi quản thúc. Bản chất của những đối tượng này đã được phân loại cao. Nhưng tôi có thể nói như thế này: chúng có liên quan mật thiết tới các chương trình tội lỗi và sự lãnh đạm, mà thông qua đó, xã hội loài người thường xuyên phải tuân theo các chu kỳ lớn. Có quá vi mô để cho rằng một trong số chúng hoặc một mảnh của một trong số chúng đã được hoàn nguyên trong mớ rắc rối ảo tưởng không thể tránh né của lương tâm Deering. Nếu đó là những gì đã xảy ra, có lẽ nó vẫn không làm cho anh ta khác biệt so với tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đều bị ám ảnh bởi một cái gì đó, và tất cả chúng ta đều ám ảnh bởi chính chúng ta. Niềm hy vọng và nỗi sợ hãi của chúng ta chỉ là những tiếng nói vang vọng trong đầu óc mà chỉ chúng ta mới có thể nghe thấy được. Tất cả những gì chúng ta đang làm chỉ là ảo giác của một khung xương thịt rỗng tuếch. Vậy điều gì ngăn cản chúng ta với thứ ở bên kia của tấm gương, ba chiều vào không gian để phát triển?
Kể từ khi đánh giá lại, các biện pháp quản thúc đối với SCP-5056 đã được cập nhật. Bây giờ, nó được coi là tự quản thúc khi mà vị trí của nó cố định với vị trí của Philip. Philip bị cấm rời khỏi các cơ sở của tổ chức SCP khi không có sự chỉ đạo từ nhân viên kiểm tra an ninh cấp 4 trở lên và phải luôn luôn mang theo ít nhất một vật phản chiếu trên người. Bất kỳ nhân viên mới hoặc nhân viên ghé thăm nào đều phải được Philip thông báo tóm tắt về bản chất của SCP-5056. Anh ta cũng được yêu cầu điều trị sức khỏe tâm thần, chủ yếu là liệu pháp ngăn ngừa phản ứng phơi nhiễm, cho phép anh ta phản ứng với những suy nghĩ xâm nhập vào đầu óc mình mà không tuân theo chúng. Mặc dù SCP-5056 đã từng làm Philip sợ hãi, mang đến cho anh ta vô vàn đau khổ, anh ta đã trở nên quen thuộc với sự hiện diện của nó. Ngay cả khi những điều 5056 nói với anh ta là khó chịu, anh ta coi chúng là những phản ánh cần thiết của cuộc sống nội tâm của anh ta, cung cấp cho anh ta cái nhìn khách quan về thế giới nội tâm mà anh ta không thể hiểu biết. Kể từ khi Philip kết hôn, thực thể này ngày càng trở nên thụ động và nó chỉ xuất hiện để nêu lên những lĩnh vực cần cải thiện trong mối quan hệ, nhắc nhở Philip về những phương thức để anh ta có thể trở thành một người chồng tốt hơn cho Amelia. Cũng giống như Philip đã trở nên thoải mái hơn với sự hiện diện của SCP-5056, phần còn lại của nhân viên tổ chức cũng vậy. Có lẽ, ngay cả khi họ không hoàn toàn nhận thức được, thì họ cũng nhận ra động lực gì đó cho chính bản thân họ. Chẳng phải tất cả chúng ta đều sống với những con quỷ của riêng mình. Những người bạn đồng hành thường xuyên thì thầm với chúng ta về những nỗi bất an, nhắc nhở chúng ta về những khía cạnh còn thiếu sót của chính mình. Chúng có thể không dị thường như SCP-5056, nhưng sức mạnh của chúng đối với chúng ta có thể mạnh mẽ và thậm chí mang tính hủy diệt. Cách duy nhất để ngăn chặn chúng là trực diện với chúng, học cách phản kháng và quyết định chống lại mọi khó khăn để theo đuổi những gì chúng ta muốn. Chúng ta có thể không bao giờ thực sự thoát khỏi chúng, không bao giờ hoàn toàn đơn độc mà thiếu đi cái bóng xám đang rình rập cạnh bên, nhưng không sao cả. Chúng ta có thể mang theo nó bên mình, chấp nhận rằng những nỗi sợ hãi, những tổn thương, những lo lắng dằn vặt trong ta là những phần cần thiết của con người ta. Nhưng chúng ta cũng có thể đáp trả giọng nói trong ta, nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ thực sự hạnh phúc mà rõ ràng tuyên bố rằng: "Có chứ, tôi sẽ hạnh phúc, bởi vì tôi xứng đáng với điều đó." Cuối cùng, chúng ta có thể tin rằng giọng nói đó cuối cùng cũng sẽ cầm nín. Bây giờ, hãy đi và xem theo một mục khác từ hồ sơ của tiến sĩ Bob, SCP-446, mannequin người thật cho một dị thường khác mang hình dạng con người. Và hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các con lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.